quên trong điều kiện là bọn anh thì sẵn sàng từ hôm qua rồi. Đứng lại đây, đứng chỗ cho ai cầm mic ấy nhở? Mic. Anh đưa đấy. Cầm cầm của anh cái. Anh là không được. Bây giờ tập mệt quá không nói được sao anh? Thì em cũng trả lời kiểu không. Em cứ thở đấy, em cứ đứng yên thở. Cầm một anh tí. Vẫn đang chạy anh ạ. Vẫn đang sóng anh. Không được to tí nhá chú ơi. Em vẫn bảo không dở xong bắt em nói to. Anh chơi khó em thế. Xong chưa? Chuyển nhá. Sau đây là phần phỏng vấn Trung vệ Thành Trung ạ, xin mời câu hỏi. Cảm giác của Trung sau một tuần tập luyện vừa qua là như nào? Cảm giác của em sau một tuần tập luyện vừa qua thì rất là mệt mỏi và chưa được thanh thoát. Bọn em đang cố gắng để hoàn thành tất cả các bài tập huấn luyện viên đề ra để làm sao bước vào trận đấu tốt nhất. VFF tính toán là một cầu thủ chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang trạng thái thi đấu chỉ cần khoảng 3 tuần, với Trung điều này đúng? Đối với em thì khi trong đợt dịch vừa rồi thì em về nhà cũng có tập luyện ở nhà, tại nhà các cầu thủ khác cũng vậy. Thế nên bọn em khi mà bọn em quay lại thì bọn em hòa nhập rất là nhanh. Chỉ cần thêm một chút thể lực nữa thì bọn em sẽ hòa nhập tốt. Năm ngoái thì theo anh thống kê thì năm ngoái Trung thi đấu 17 trận tại V-League và mùa giải năm trước nữa là 11 trận. Năm nay thì với cái tình hình hiện tại ở hàng thủ của câu lạc bộ Hà Nội thì Trung nghĩ khả năng ra sân của mình có nhiều hơn. Theo em thì năm nào cũng đối với em cũng là rất là quan trọng. Em chỉ việc cố gắng và hoàn thành tốt khi mà được huấn luyện viên bàn giao và đề bạt cho một suất là chính hoặc là từ băng ghế dự bị cũng được. Và khi mà mình vào sân thì mình phải nỗ lực hết khả năng của mình. Năm ngoái người bạn đã cặp với Trung thì năm nay đã, mùa giải năm nay đã bị chấn thương và khả năng là rất lâu nữa mới trở lại, thì điều này cũng khiến Trung cảm thấy lo lắng, và cái việc làm quen với một đối tác mới ở hàng thủ cũng khiến Trung cảm thấy lo lắng. Bước đầu thì em có rất là khó khăn khi mà đá cùng Việt Anh. Dần dần thì anh em bảo nhau cùng nhau đá, thì cũng như khi em mới lên đội thì cũng có các anh chỉ bảo em thì em cũng hòa nhập tốt, và em Việt Anh cũng vậy, làm rất là tốt. Xin phép hỏi chung một câu hỏi bên lề một chút là vừa rồi thì có Thủ tướng Chính phủ có đưa ra một cái khuyến khích những người dân của chúng ta là lấy vợ, lấy chồng trước 30 tuổi. Thì em nghĩ sao về cái lời khuyên này của Thủ tướng? Em nghĩ về vấn đề này thì cái này thì nếu mà chưa có người yêu thì làm sao mà lấy được anh? Bản thân em thì em có mong muốn là lấy thực hiện đúng cái lời khuyên của Thủ tướng anh không? Hiện tại em vẫn đang không có người yêu thì làm sao mà lấy được anh? Ok. Ở em chuẩn bị gia đình hồi thúc về vấn đề này. Tiêu chuẩn rồi. Okay. Vừa nãy thì huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có chia sẻ rằng cái vị trí trung vệ là cái vị trí yếu nhất của câu lạc bộ trong nhiều năm qua. Bản thân Trung là một trong những trung vệ, thì Trung nghĩ thế nào về cái chia sẻ này? Đối với em thì bản thân em thì theo lời chú Nghiêm thì đấy đúng là điểm yếu của câu lạc bộ. Và qua nhiều năm qua thì bọn em vẫn nhiều trận là chưa giữ được sự ổn định, vẫn còn những trận chật choạc và chưa làm tốt vai trò của mình. Bọn em sẽ cố gắng dần dần khắc phục để hướng tới những trận đấu thành công nhất. Theo em thì cái khó khăn lớn nhất trong cái quá trình mà em các cầu thủ trở lại trong cái đợt này là gì? Vì là nó cũng nghỉ rất là lâu. Bây giờ thời gian tới thì bọn em cũng phải thi đấu rất khá là dồn dập để kết thúc cái giải đấu sớm. Cái khó khăn nhất khi mà bọn em sau một quãng nghỉ bọn em trở lại thì đó là bước vào một đợt nắng rất là gắt, bọn em phải thích nghi nó để hoàn thành tất cả các bài tập thể lực để huấn luyện viên đề ra, thì bọn em sẽ có một thể lực trạng thái thật tốt để bước vào trận đấu. Anh được biết là lúc này thì câu lạc bộ đã sửa sang rất là nhiều những cái cơ sở tầm mới, thì em cảm nhận những cái điều này nó sẽ giúp cho cầu thủ như thế nào? Cái điều này thì rất là tốt đối với các cầu thủ của em, như là bể sục. Nó là một quá trình hồi phục rất là tốt của em sau những buổi tập mệt mỏi, nắng gắt. Ok, cảm ơn Chú. Cảm ơn Chú. Cảm ơn Chú. Cảm ơn Chú.
phải người yêu. Hay mà.